Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 12 tháng 7, ngay sau khi đến Phnom Penh, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ đón chính thức tại hoàng cung Campuchia dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Campuchia của Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Lịch trình diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 7, theo lời mời của quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Việc chủ tịch nước dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Campuchia có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dấu mốc để củng cố, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Ngay sau lễ đón chính thức tại Hoàng Cung, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Quốc vương Norodom Sihamoni nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm cấp nhà nước tới vương quốc Campuchia trong khuôn khổ chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Cho rằng điều này thể hiện sự coi trọng của Đảng, nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Chủ tịch nước Tô Lâm đối với mối quan hệ gắn bó thân thiết và tin cậy giữa Việt Nam và Campuchia. Quốc vương Norodom Sihamoni tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này sẽ là dấu son mới, góp phần tô thắm hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Nhân dịp này, Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, như vua cha của mình, Cố Quốc vương Norodom Sihanouk đã làm trước đây. Về phần mình, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vinh hạnh thăm Campuchia trên cương vị mới, chân thành cảm ơn Quốc vương Norodom Sihamoni, lãnh đạo cấp cao và nhân dân Campuchia đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và thấm tình hữu nghị. Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Campuchia đã đạt được sau 20 năm trị vì anh minh của Quốc vương và bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sớm đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2050. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia. Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển ổn định, tin cậy gắn bó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước ngày càng được thắt chặt. Thương mại giữa hai nước đang là điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng. Hai nhà lãnh đạo mong rằng trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đẩy mạnh về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và giao lưu nhân dân. Giải quyết tốt các vấn đề tồn động trên tinh thần láng giềng hữu nghị, đoàn kết gắn bó. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước được dày công vun đắp bằng biết bao công sức và cả xương máu của các thế hệ đi trước là tài sản vô giá cần được lưu giữ cho thế hệ mai sau, khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ tốt đẹp đó, đồng thời quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền sâu rộng, giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu đúng về sự gắn bó, đoàn kết và hy sinh cho nhau giữa hai nước, hai dân tộc và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam Campuchia. Cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển tới Quốc vương Norodom Sihamoni lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đồng thời bày tỏ mong muốn được đón quốc vương thăm Việt Nam trong năm 2024. Quốc vương bày tỏ cảm ơn và vui vẻ khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam.